nằm ngay cái bên chờ luôn, chờ đinh đó, chờ lá thiệu, đinh rất là lạnh, và chờ phía sau. À, con đang dọn bung này, úi trời ơi, chi đó chạy à, chạy cục điện chạy nữa này, chạy à gì, úi trời ơi, úi trời là khẹt, trời nguy hiểm nhá, chắc là chạm đó chi thông rồi hả, cho họ chưa chạy đó, quá nguy hiểm luôn, thôi đó, chờ mày kịp tàu Lóng Hồ, nơi thường nguồn sông Hương. Trong nước đục ngầu văng khe, kia là khúc cua uốn lượn của con sông Hương, chạy từ từ nguồn về đó. Còn có thuyền rồng đi là hướng lên điện Huế Nam, lên điện Hồng Tráng, thuyền rồng hướng lên thượng nguồn, chắc là khách du lịch đi. À, đây là con Lóng Hồ, Hướng Hồ đây bà con. Đây dòng sông Hương. Khúc cua bên kia là Lăng Quảng, Nước Quảng, Biều, Nguyệt Biều. Bên đây Hướng Hồ. Con sông ôm vòng dọc lên huyện theo đồi núi. Vậy trời chưa, mau nước. Vàng khe, đục ngầu của bung đó. Nước ngày hôm nay cũng đã hạ xuống mức thấp. Em Yên Vui xin chào tất cả mọi người cùng em thăm Huế. Ngày hôm nay ngày 18 tháng 11, sau khi nước lũ đã hạ xuống từ khu vực từ nguồn sông Hương cũng như vùng ven của thành phố, đây là Hương Hồ. Đây là cầu Lóng Hồ là đường Văn Thánh, đây là đường Nguyễn Trọng Nhân, em đưa bà con đi theo đường quê. Nơi đây ngoài kia là sông Hương, thì trong đi tuyến đường Nguyễn Trọng Nhân vừa rồi ngập sâu này, bà con đang dọn bung này, úi trời ơi, chi đó chạy à, chạy cục điện chạy nữa này, chạy à gì, úi trời ơi, úi trời là khẹt, trời nguy hiểm nhá, chắc là chạm đó chi thông rồi hả, cho họ chưa chạy đó, quá nguy hiểm luôn, thôi đó, chờ mày kịp thời chứ, mày trực nhà người dân luôn, cái cục đèn nó đang thật chạy. Quá là nguy hiểm luôn, quá nguy hiểm luôn. Đó, cục điện tự nhiên bốc chạy đó mọi người. Kịp thời thì nhiều khi nó chạy lớn mà nguy hiểm lắm. Đó, người dân thấy cái trời vời luôn. À, là mình còn bên chưa chạy mà chưa đó. Chưa sợ chứ. Chà, vừa rồi đây ngập hết này. Ngập nước cơ chứ, gặp ngập thủy đó chứ, gặp ông Hòa đi qua nữa đó. Đấy, cái cột điện nguy hiểm lắm. Mày hồi dân mà sống gần cột điện đồ nhiều khi mua bán đồ phố đồ nguy hiểm lắm. Đây là cầu Huyền Không, bên kia công trình chùa Huyền Không rồi mọi người. Đó, con nước lúc nãy cầu từ cầu Lông Hồ chạy về đấy, chắc là dòng Bạch Yến vậy. Dạ. Yeah. Chà, khu vực này vừa rồi chắc ngập này. Học công trình chùa Huyền Không tại Hương Hồ. Đây là chắc ngập. Ở buôn xin đang còn đầy đường này. Đó, lũ đã qua ngày thứ hai, ngày thứ ba nước rút rồi đó. Công trình chùa Huyền Không.
chiều nay con có đi không? Chưa chưa. Rồi đây nước lên cao không em? Không có hả? À đó, lên trong nữa luôn rồi không? Có hết những bậc cấp của cái cổng chùa luôn đó. Chùa Huyền Khốc. Cảm ơn. Đó, nước đây thuộc khu vực thấp mà gần về sống ngập hết đường xả đây, thứ hai nữa, thứ hai đó gặp nước ngấm là tới chư nó sỏi mòn ra thì thấy cái đường nó lỡ cầu Huyền Thông đó. Đây hình như vừa rồi bị sạt lở ú cháo đầu kia sạt lở thì người ta chừng lại đoạn đường sạt lở cấm xe ô tô qua lại, trời ơi xe máy qua được không ha, sạt lở ghế chứ dòng sông đây này kinh khủng chứ. Sạt lở đường nó lủng đâu luôn đây, quá nguy hiểm, lôi cái đường bê tông luôn, dễ sợ chứ, kinh khủng lắm đó, đường dài lắm bà con này. Cảnh báo chiếc xe ô tô mà đi ngang đây dễ xong lắm, đường mà nó oằn luôn, nó lôi hết đường. Đoạn đường này còn nay mai chắc cũng phải kè rồi đó. Đường xuống hồ đó, đường này là như tuyến đường tận lô đấy, quay tận lô chi nè, đường này là thống chè xe chạy thống tuyến xuống và hướng sơ a à, hướng hướng chữ hướng đô luôn, dạ đi qua hướng hướng văn hướng chữ hướng a a hướng vân Nguyên Trọng Nhân. Để đi vòng ra ngoài tế luôn lưu bạo đó, con đường mô hả, đi đường mô là ra ngoài quế hả, lưu bạo à, vòng đây thì lên đến tế rồi, chùa Khẩn Vân như đang ở đây nè, là đi về Lý Nam Đế, con đi ngoài đây là sẽ vòng ra hướng đường đấy đó, đường này sẽ vòng ra ngoài tế đó này, đó, đường này nó ôm, phường này qua phường khác luôn đó, liên thông liên xóm, bên đây có một nhánh sông nữa, sông nhiều ngả về đó, vớ cá được rõ không? Đó, ở bên con sông đi có rỡ có lưới đâu ba con cũng đi bùa lưu bạo lý thân tâm chính cò bác dạ yeah. Nhiều lưỡi nhiều rễ cái chứ ba con để sẵn chùa Trầm Hương đi vô ngành đi, ở đây cũng nhiều chùa, đây vừa rồi ngập cả đây, đây là hướng An hướng Ca rồi, dạ như vậy là từ khu vực hướng Hồ là qua Huyền Khống là chắc là sau lưng là đến hướng An đây, đó, hướng An rồi ra tới hướng Trừ hướng Đô luôn đây, con đường đi, dạ. Em đưa bà con đi thăm quê.
bên này là chắc là ngập vườn, ngập tược thôi chứ. Bà con nhà cửa em thấy làm cao hết đấy, cao ráo. Nhà mới đi vô có bậc chấp bậc thêm cả. Khi lũ lụt về đỡ, họ nhà mới mỏng cao đỡ. Chờ nằm thấp 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 lên đường luôn. Lồi lụt cũng mệt lắm, dòng lụt không mệt nữa. Nước ở đây rỡ cả quá tơi luôn nè. Đó, bên con sông quê, sông nhỏ, sông nên chạy xuống. Huy xuyên qua làng này, qua làng kia luôn đó. Đó, ôm rồi. Ôi, ôm rỡ không còn nè. Còn ôm. Dạ, không còn nè. Sông nguyên cái dòng sông này là ba con rời cả quả tê luôn. Dạ. Đấy ngập nắng không? Đường đi lên cao không? Dạ. Anh đâu rồi? Cảm ơn không? Đó, mong con lưỡi vỡ cả. Quay bạc kèo mẹ đi. Kèo lạc chứ có thử. Có chứ không? Dạ ít hả? À nhóm con nước đang chạy lên nè. Hướng chạy về sông hướng nè. Lưỡi này là bạc cá to nè bạc hả? À dạ câu máy. Không cắt tắm cơ mà nắng lấy ít hả? Dạ mưa thế hả? Mưa có cá nắng có. Cảm ơn bác. À, con sông nhỏ. Mùa hè thì tắm mát, mà mùa mưa, mùa lũ thì kéo cá cho cá đó. Thường đi nó chạy về. Tức là dùng con nước vẫn chạy về hướng ra thượng nguồn sông Hương đó. Tỏ thế đi chạy về là cao này, vùng núi mọi người. Ở Huế ngày hôm nay nắng trở lại rồi, nhiệt độ như báo 26 độ. Ôi giờ đi đây là thấy đường cảnh Huế đó. Đường này giống như tuyến đường Văn Đái. Dạ. Hướng ngang thì vùng ni bà con trong chủ yếu rau màu, cũng có tiện làm về rau hành đó. Yeah. Người ta trồng hành nhiều lắm. Chúng ta đang đi sang sạc với đường cảnh này, hành này hư hết rồi này. Đó, lũ nó lên nó ngập hết luôn này. Chào ơi, mấy cảnh đông hành đây hư hết á, ngập lụt mà. Phát triển ghé chúng mơ là chuẩn bị đứa ghé để kiếm phát ghé đó đây. Nhà thơ cân miếu đẹp nhé. Đó, lũ sống thì cái cổ hình như là nó bị thầm được. Rồi nó cũng hư hại hết nhiều đó. Có màu là cái trong. Đây khu vực này học chờ, chờ Hương An đây có. Chờ đúng rồi, chờ Hương An. Hương An rồi ngập nắng chứ.
Đấy, nước lên cao không? Dạ, nghe chữ Hương An đây là tưởng thổ địa đấy. À, chờ đi học buổi sáng đó chị hết. Dạ, cảm ơn chị. Chờ Hương An Huế. Chờ lúc này là chờ trưa rồi. Đây, con sông sạt đây rồi chắc là ngập sâu này. Úi trao ơi, đang dọn dẹp này. Bùng sinh quả tê luôn này. Đó, đi chơi đi mô bắt gặp hình ảnh bà con dọn lục hết. Lục nó báo tâm thành phố luôn mà. Úi dành được đây này. Xăm sắp nó đường đi thì mới rụt là mới rụt xuống ngay khi tối thế này. Vất vả chứ. Đó, thanh niên trai làng mà mùa này bắt đầu đi kéo cá. Đấy, vừa rồi ngập cáo không? Dạ. À, giống như đi trên đường này là khả năng được đứng đó được. Không là được lắm. Con sú cờ mô nó người ông là. Ồ, lấy dân tỉnh được rồi. Dạ, đấy xấu đó. Dạ, cảm ơn ông. Đây, mấy bà con nhiều nhà làm cáo đây. Dạ. Cái hàng khoảng đây là tâm sắp nằm đây là ngợp nước hết á. Ghê chứ, đây mà ngán ngực. Hương An ngập toàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong những ngày qua. Bà con thầy nghe thông tin ngập hết. Chứ mà về quê mà vùng thấp trùng là chưa về được á, còn ngập sâu dưới các tuyến đường đi về á, giống như về thì về Quảng Điền, Phong Điền á mọi người, còn nhiều tuyến đường bị ngập lắm. Hôm nay mới ngày 18 tức là ngày rụt nước, ngày được có ngày thứ ba đó, ngày 16, ngày 17 hôm qua mới các tuyến đường tại thành phố mới rụt hết. Thì tối và sáng mới có ngày mai đâu mới kia đấy, có ngày 19-20 cả tuyến đường quê này, nhưng mà không mưa nữa nó đi xuyên được. Đó, hoa màu hoa đồ ngập hết, chưa bắt đầu đi làm lại. Chắc bà con chủ động cải thu hoạch được thì nên thu hoạch. Được khi mưa, nghe dự báo mưa lần đợt mưa lần mấy ngày thì chắc là bà con tranh thủ. Ở đây bèo rồi người ta mở kéo lên đây này. Thôi nó mắc đây những cái đập nơi công trình thủy lợi. Đó, tầm là phù sa đập trong lớp lên các cái vườn rau. Vực này có cao nè, đường này có đi la lên cao đấy, sông này nằm bên dưới này. Có Hương Hồ, có Hương An, cái chạy thằng sẽ ra Hương Trừ. Dạ, yeah. Ta đi qua ba xa ba phương luôn đó. Hương Trừ rồi qua bên kia là Hương Vắng, Hương Súng, đó thuộc thị xã Hương Ca. Dạ, yeah. Còn mấy số á, à, tôi nói cũng được, cười tươi vui lắm. Khu vực này ba con sống đóng à? Dân cư đó. Ừ, đây khắp con nước chảy trên đường này. Nước bây giờ các mặt trên chỗ các cái vườn đồi đất nó đổ ra.
chè rau màu nó bạc màu hết, thứ hại hết nên có những cái vòng cài đấy luôn, nhiều luôn. Chà, cạnh quê còn là cạnh đông hoa màu rau màu hay còn bèo dạt bên đây. Những ngày lũ thì chắc là tuyến đường này là cô lập hết, và con đi những điểm đi lại ngã mô mấy lần ngắm giờ một hai ngày á, mưa nó từ 13, 14, 15, 16, 17 17 là dịch mưa rồi đó chứ, dự báo mưa được 5 ngày đó mà 12, 3 ngày đó là lũ đã lấy cháo rồi. Mấy ngày 16 và ngày 17 thì giảm mưa nước xuống nó bà con. Thôi thì cũng biết chuyện gì xảy ra, lũ sẽ cao đến mức nào đó. Trường tiểu học số 2 Hương Trừ. À đây khu vực này chắc thuộc Hương Trừ thôi. Hệ Hương Án đó đó. Hương Án là cùng dậy sau kia lên khu vực Đường Trắng. Cha đây là bạc màu hết này, ngược vô thế này. Anh vào đây là chắc ngập hết. Nước đang con trên đường này. Công trình khu vực dọc theo bờ kè dòng sông này là dòng sông này người ta đang xây kè làm kè xuyên suốt về ngang qua khu vực chờ lá chữ luôn. Đây có đinh lăng và chờ lá chữ mọi người. Ở khu vực trung tâm này người ta cũng đang làm và có nơi hoàn thiện đó đó. Con sông mà chúng ta đang đi khi chư từ trên thường Long Hồ về luôn đó. Dạ. Ở khu vực người làm sông đây nè. Ở bèo rạc nó còn nằm trên đường. Chờ lá chữ. Dạ. Bình và chờ lá chữ nằm tại đây thuộc phường Hương Trừ. Dạ. Ngôi đình làng à. Nằm ngay cái bên chờ luôn, chờ đinh đó. Chờ lá chữ. Đinh rất là lớn. Và chờ phía sau. Đó, con kia là cành học chờ đó. Biết vừa rồi đây ngập cháo không? Chờ lá chữ. Quan cảnh ở đây em bờ kè vừa rồi cũng làm sóng sớm nữa đó, sóng trước mùa lũ. Còn công trình đáng ngổn ngang nhưng mà cũng được nắm 70% thôi. Khu vực gì đi đang làm này. Ô vừa rồi đấy được lấy cáo không? Cáo. Dạ, mùa lũ rồi mỗi lần. Quá cái ông nữa không? À, chị Nam đang chúc. Giờ là nó đến đâu ngồi hết rồi. Dạ, dạ, cảm ơn ông. Giờ là chị ngập hết á. Gần bên con sông mà, phải ngập thôi. Ăn chờ đó ba con họp. Chưa đều, chưa nhiều nữa. Chưa ổn định cuộc sống. Vài ngày nữa đi lũ ra dọn nhà dọn cửa xong rồi dọn chờ dọn hang đó mới sạch sẽ mới buôn bán trở lại.
hồi dân mà sống sống bên mặt sông đây cũng nguy cơ ngập lụt. Khi mưa gió về là chuẩn bị chẳng thôi, nằm bên mặt sông nguy hiểm, sạt lở đồ này kia nữa. Dạ. Là khu vực này trung tâm của làng Lá Trừng, đông đúc, nhà thờ, đình miếu rồi nhà ở bà con đông ghê, đẹp nữa chứ. Có nhiều ngôi nhà thờ lớn lắm luôn đó, đẹp nữa. Đó, kiến trúc. Đó, kiến trúc nè. Mọi người thấy đó, mảnh ghép tân sử ở Huế là không đấu bằng đó. Nhiều lắm, như nhà thờ đẹp, như các cái hệ thống lăng tẩm đều là những cái mảnh ghép của tân sử lâu đời, nghệ thuật hết đó. Yeah. Ở con đường đi răng nhỏ đấy hả? À? Con đường lộ đó đang to mà đường đi thứ hai ghế đấy à, đường đi đường bê tông thôi, thế là mình đi đấy là đường gỗ đường xóm mà, con đường chỉnh là đi ngành nữa à, đường đi đi đường xóm, ủa chào ơi đây còn ngập này, đó sóng bên mặt sông còn ngập đó. Cá Vàng Cân, cái đường tên là Cá Vàng Cân. Ôi, đường đi đường xóm. Ra lại đây. Dọc theo con sông. Con sông nhỏ. Con này là xóm làng. Con xóm bà con. Đông đúc. Sinh sống trong. Dọn kịp là bùng đầy luôn đó. Có nhiều cái sân nhà, bà con là toàn là bùng sinh đó. Chà, đây là mấy ngày mà ngập lụt ở đây vất vả này. Đi lại nhiều luôn đó. Lội. Đấy con ngập, con ngập. Ôi còn xa đấy à. Cháu ơi đây còn ngập nè, có hổ không đây? Không chờ thì diện làng nó ngập, đi trên đường này nguy hiểm đấy, lỡ mà đường nó xuống cấp á, nó hổ gãy đổ bể nó mình dễ bị hỏng lắm đó. Đường dọc theo con sông chắc là sẽ ra về đường lớn. Chà là rác thải đây sông. Ở về quê hình ảnh rất là nhiều nhà thơ, miếu đình gia, kiến trúc cao lớn không. Cận thần năm 2015 kia chứ. 10 năm là còn không tin đẹp như vậy đó. Trở về gì? Chào ơi. Đường này có thông về được ra ngoài được không nào? Chắc là được chứ, theo con sông mà. Đây bà con sống đóng mà. Cửa hàng cửa tiệm, ôi cháu ơi, ngày nào đi được chứ?
Được hả? Dạ. Vậy mà ra đường chỉnh được chứ đúng không? Hả? À, được hả? Dạ, được. Đường đi ra mô. À, dạ, dạ. À, dạ. Ừ, cho đi vô đường xóm khó đi quá. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, dạ. Chị đi ra được luôn hả? Dạ. À, dạ, dạ. Thật khỏi, khỏi lôi hả? Dạ, dạ. Dạ, dạ, cảm ơn chị. Dạ. Rồi. Kết thúc đường xóm ra đường chỉnh đi. Ủa, cha đây à. Xây lụa hả gì? Bạn cậu hả? Ủa, đây là cậu. Cậu này trong cây. Lâm vương. Rồi, đi ra đi đi. Đi đường chỉnh một hồi. Vô đường phù luôn. À, đi đi cho biết xóm làng nơi sống ở đây, nhà cửa như răn, đất ruộng vườn còn quá trời. Ở quê mà đất vườn. Ừ, ra đây này. À, đây là ra lại đường chỉnh đó, chắc là ra lại đường một quốc lộ 1A ngoài ngoài kia đó, đó là thăm ba phương xã luôn, hướng Hồ, hướng An, hướng hướng Trừ. Và chào ơi, đường đây xuống cấp, tình làng gì đây có à. Nhà thờ. Rất nhiều nhà thờ. Đây vừa rồi ngập hết bà con. Ngập trắng hết này. Từ là bùng chuyển màu bạc thì nó khô. Đó rồi qua vài năm lụt lụt rồi. Đường xã nó xuống cấp hết. Nó gầy đồ hết này. Vất vả lắm. Bây giờ có tuyến đường đang làm từ ngoài quốc lộ vô đó. Mở rộng là một, còn làm đúng chắc là hai. À, đúng rồi, đường đi vô ngay, đi ra ngay cổng làng Thứ Chữ đúng đó. Dạ. Ừ, nếu như thế thôi mình đi cùng ra làng anh ấy. Nhưng mà đường khó đi hết. À, đường đi đang làm vô đến đây rồi. Còn đổ nhựa, đổ bê tông gì nữa thôi. Còn đá rải đến đây, đây đó đó. Mở rộng to hơn. Đường quê năm xưa đi là nhỏ, bê tông khoảng 5m, 6m, 7m gì đó thôi. Chứ là rộng luôn, có lê đường nữa. Mở vô đến khu vực đầu làng, trong làng vô đến ngay khu vực nhà ba làng đó. Nhà ba chứ không phải là ba làng. Nhà ba đầu làng. À, nay mai đổ nhựa bê tông nữa là xong rồi đấy. Chắc là vì do mùa mưa về giãn đoàn chứ. Khả năng đường đi là tết, đi là có đường mới nè, một đoàn đường. Có mùa mưa, ngày mưa thì bà người ta bắt đầu công trình tiếp tục. Đó, ngoài kia là quốc lộ 1A đó, đường vào Huế đi phải, ra hướng Bắc đi trái. Một vòng ốm tròn ba phương xã luôn. Đi giờ lên chỗ một cỏ thì giờ vẫn cỏ thả xuống lại đó. Thả mấy tay lửa dưới. Mưa về thì người có nghề làm cá thì đi bắt cá. Nặng lên thì đi làm việc lao động. Còn mưa thì đi làm cá án, kiếm sống. À, ra cổng làng. À, cổng này là chắc cổng tên là làng Quế Trừ. Yeah, đó, làng Quế Trừ đó. Quế Trừ, phương hướng Trừ. Như vậy là cũng đi qua được hai
hai ba tên làng của phường Hưng Chừng. Còn đoàn là có làng Tiêu Sơn Tây nữa. Dạ, Tiêu Sơn Tây rồi làng Quế Chừng rồi Lá Chừng. Như vậy là một con ôm tròn mà. Đó, phương xa đó bà con. Phương xa. Còn dọc về bên đi là Hưng Xuân này, Hưng Vắng này. Dạ. Đường quốc lộ 1A. Và thì video cũng khá là dài. Cái nằm là thôn quê. Những ngày khi nước lũ đang giảm xuống và tình hình đời sống bà con như răng, hy vọng bà con cùng vượt qua cùng yên vui trên chuyến thăm Huế ngày hôm nay. Dạ, em xin kết thúc video nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Xin xem mọi người đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi nhiều video mới em cập nhật về Huế. Dạ, em xin chào, hẹn gặp lại mọi người.